rùng quá. Dạ, không biết nói gì hết trơn. Thôi bây giờ mình hát cái bài nó thôi bây giờ là đeo vàng rồi, sính lễ hai bên là có đủ rồi. Bây giờ mình đừng nói xa nhau đi ha. Ok. Quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? À? Dạ. Hay ta, nay biết nói chuyện luôn. Ủa? Bình thường dạy muốn chết. À, sớm. Đứng hai ngồi. Hai ngồi đi. Nay cái bụng Nhung còn bự không? Qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi, đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhuộm, mình đã rêu leo qua chớp bể mưa. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đồng tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chẳng với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp
bánh kem hả? Không, cô kêu là à, cô kêu bánh kem mà tưởng cô kêu ôm đi. Ôm đi hả? Tưởng cô kêu ôm đi đúng không cô? Ôm đi. Dạ dạ ôm rồi. Hôn thôi, nữa hả? Thôi thôi, con hôn bả nhiều rồi, nay hôn tương cái đi. Rồi thôi bye bye nha. Dạ nhường sân khấu lại cho bạn Trường Sang ạ. Dạ. Tiếp theo thì hai đứa xin phép gửi đến vị một ca khúc cũng rất là quen thuộc, được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Mời vị cùng lắng nghe. Ok rồi. Anh có từng mơ mà em không
gõ cửa trái tim, nghe xa nhìn chung đèn mờ hắt hiu, cô đơn tận cùng. Đàn lỡ phiếm rơi cùng, tình này cũng mong lung. Tìm em mãi bắn mũi tên lại lùng. Đàn lỡ phiếm rơi cùng, tình này cũng mong lung. Tìm em mãi quá để anh lạnh lùng. Ôi, rất nhiều. Cảm ơn quý vị ạ. Đó. Bà ngoại. Ủa, bà nội. Bà nội nè. Bà ngoại đây. Dạ. Rồi con cảm ơn bà ngoại. Dạ dạ. Đó đó bà đó. Dạ con cảm ơn. Rồi. Con cảm ơn cô. Đó cốc 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 xong đây. Đó cốc cốc cốc. Rồi sáng mai hôn con chơi vậy? Thôi đi, nhường chân tay đi kỳ quá. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. À từ từ nha. Chết cha rồi. Có rồi dạ. Đây, phải không? Rồi. Này là kêu bằng là hoa túi bụi nè. Hoa túi bụi. Đó. Ê nha. Dạ, em dạ. Cảm ơn chị. Dạ, chụp tấm hình. Rồi, okay. Có ai chụp cho cô không cô? Dạ, con cảm ơn. Dạ. Dạ đây. Dạ. Không thấy ca sĩ đâu, thấy hoa không thôi. Rồi, chụp đúng hình ạ. Chụp chưa ạ? Dạ rồi. Chị chụp chưa? Dạ, con cảm ơn. Chưa, chị Đào chưa có chụp. Làm lợi. Delay lại cô. Tiên ba của cô bị delay. Ở xuống luôn. Ok, cú bồ. Và sau đây thì Trường Sang cùng với Tiết Nhung xin gửi tới quý vị một ca khúc được mang tên Sầu Tím Thiệp Hồng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm ơn. Có. Tự nhiên ra đây gặp mấy người cái rung quá. Biết đâu, mỗi lần thấy Nhung là sang rung. Nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại.
đón em nhưng nào thấy dầu dâng lên tim biết bao giờ cho giận nữa, thấy cầm cái thiệp tưởng là đám cưới của tôi, cái này là em tính kiếm bả mời bả đi đám cưới của người ta chứ không phải của em, bởi vì con gái khổ cứ giận hờn tối ngày, tâm sinh lý nó ngộ ha. Nhưng mà giận gì là yêu nè, yêu mới giận đúng không quý vị, đúng không ạ? Nhưng mà con gái cũng ngộ nữa, khi mà người ta yêu mình á, ta cưng như trứng vậy đó, nâng niu từng chút vậy đó. Còn mà khi mà giận hờn rồi á, một á là đập cho bể luôn, hai là để cho úng luôn vậy đó. Bởi nhiều khi em thấy em khổ lắm. Mà quý vị, em có này muốn hỏi quý vị, quý vị thấy con ghệ em bén không? Bén không quý vị? Bén, quá bén đi, đứng gần đứt tay hoài luôn, mà cứ muốn đứng gần vậy đó. Thôi, mấy giờ rồi ta? Nhung bà biết là chết. Quý vị đừng có nói bà Nhung nghe nha. Em đi cà phê em làm ăn, mà thấy vô trong đó bác Tư ông ngủ, mấy nhỏ kêu vô, trời ơi bén lắm, cho nên là quên lối về luôn. Giờ này mấy giờ rồi vị? Đi đâu đó? Đi đâu giờ này mới về? Đi quay đi. Qua đây nói chuyện với tôi. Đi đâu? Em đâu? Tôi nè. Đâu tôi đâu? Anh đi cà phê. Đi cà phê bây giờ biết là mấy giờ chưa? Mới 2 giờ sáng à. Đi cà phê. Anh đi từ 2 giờ chiều cho tới 2 giờ sáng. Thì anh nói với em là anh đi sớm, sớm anh về. Là sớm? Thì 2 giờ là sớm rồi là hả? Sớm rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà anh kể cho em nghe, anh đi làm ăn với bác Tư hàng xóm á. Để ngày mai tôi chạy qua tôi hỏi bác Tư coi. Trời ơi, sống tin tôi vậy trời. Đây nè, để tôi nhờ ban nhạc tôi kể cho bà nghe nè. Coi tôi đi cà phê như thế nào nha. Không bao giờ giữ tin tôi hết trơn. Tối ngày nghi ngờ. Chứ ai nào, đi cà phê nhưng mà 2-3 giờ sáng mới về. Thôi tôi cũng tự hỏi. Giờ chồng sống với nhau mày không tin anh. Hãy subscribe.
kìa mà vẫn không chịu tin là sao? Vẫn không tin. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ngược lại bà nè, 2 giờ sáng bà đi đâu mà bà mặc đồ vậy? Giải thích đi. Thì tôi phải mặc đồ vậy để tôi đi, tôi kiếm ông về chứ. Trời ơi, bà kiếm tôi về mà làm bà đi rước dâu vậy? Coi kìa, kim sa hột lộ. Hồi nãy cái anh make up anh nói là cái này nó chắc lắm. Em nhảy, em vua nhảy luôn. Mới đi qua đi lại thôi nữa, sốc rồi nè. Bắt đời anh make up đi. Có ai mà đi kiếm chồng mà đẹp vậy không quý vị? Có không quý vị? Mình phải đẹp thì chồng mình nó mới đi đâu tôi chứ. Nói cho bà nghe nè, đã vợ chồng nhau rồi, trong mắt tôi là chỉ có bà thôi. Nói chuyện mở mắt ra nè, cho nó có lòng tin. Trong mắt tôi là chỉ có mở mắt, bà mở mắt ra, mở mắt ra. Đó, mở bự là mở rồi. Dữ chưa? Rồi, to lắm rồi đó, to nhất có thể rồi đó. Thôi, nói gì nói chứ Phạm Tiết Nhung mãi định. Cái gì, dữ mãi vậy định hả? Trong lòng Trường Sa. Ok, cảm okay. ơn nha. Cỡ này không có luôn nữa hả? Thôi. Cũng còn, ít thôi. Mấy công bị chọc quê hoài. Gắng gỡ nhanh đi, không gỡ tôi chọc hoài luôn á. Ok. Không, nhưng mà bữa nay nhờ niềng răng, dáng dốc, rồi tướng tá ngon lành ha. Đẹp gái chứ bộ. Cảm ơn nha. Xây giọng coi coi. Đau à. Bởi vì vô quán cà phê đâu dám đi. Đúng ra là đi tới 6 giờ sáng lận. Mà nhà ăn vậy nè nên phải về sớm. 6 giờ sáng tôi cạo đầu ông luôn. Còn mấy cọng lĩa chỉa mà cạo. Trời ơi, lĩa chỉa. Sao tôi làm ăn với người ta trời. Thôi, thì xin lỗi, mốt đi cà phê đi. À, là xin lỗi là có làm sai này mới xin lỗi. Thì mà biết rồi, mốt anh đi cà phê. À, là có một chút đó đúng không? Có một xíu đúng không? Hết hôm nay thôi nha. Hết bên nay thôi, về nhà uống cà phê vợ pha. Ok, tôi pha. Hứa nha. Ừ, ok. Mai đăng lên pha cà phê tôi uống nha. Có bị làm chứng nha. Mai mà không pha cà phê đăng story lên, mời Trường Sang uống là chết. Ok, rồi, ngày mai tôi pha. Rồi. Dạ là ca khúc đầu tiên rồi hai đứa hát cho quý vị nghe đó. Yeah. Và ca khúc thứ hai là bài gì nè? Giới thiệu quý. Hồi nãy là quý vị vừa nghe ca khúc vui tươi rồi, dễ thương rồi thì bây giờ lắng động. Lắng động lại một xíu. Đó là ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Quốc Khanh, bài hát được mang tên Chuyện tình mình, xin quý vị cùng lắng nghe ạ. Phải rồi. À khoan mấy chú. Khoan chú. Phải rồi. Con bị đi kiếm chồng xong rồi quên kịch bản luôn. Con xin lỗi mấy chú. Dạ, rồi bây giờ cũng dạ, đứng gần nhau xíu đó, đặt to tay dễ lấy hình. Dạ ok. Rồi, dạ bây giờ hai tụi con sẽ gửi đến tất cả quý vị một sáng tác nhạc hoa lời Việt, bài hát được mang tên Thất Tình. Xin quý vị cùng lắng nghe. Đi cà phê trong giờ thất tình nào. Thì đó, nhưng mà tôi nghi bà lắm, nãy giờ tôi còn nghi bà dữ lắm luôn á nha. Sao vậy? 2 giờ sáng, sửa soạn lên, lộng lẫy như cô dâu đi kiếm chồng, vô lý. Cái gì đâu mà lộng lẫy, tôi còn mập mà. Nhau heo đẹp sao đôi môi em cười, làm mi em không mắt em buồn xa.
chưa biết chuyện gì xảy ra. Dạ cảm ơn Vũ Đoàn. Dạ rất là cảm ơn ban nhạc. Thật sự là phải nói là có nhờ các ban nhạc cùng nhau chúng ta hôm nay đã hỗ trợ hết mình và linh hồn của đêm nhạc hôm nay. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Con cảm ơn cô. Đó ngoại lên cô. Tới. Vậy là nãy giờ ngoại chờ hai đứa lên đúng không? Ơn ngoại, năm mới ăn chúc ngoại dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước. Cảm ơn ngoại. Con người chúc cô Kim Mai Tăng sẽ luôn luôn chúc nội đi, nội Kim Mai Tăng sẽ luôn luôn thật nhiều hạnh phúc, luôn luôn sống trong tình yêu thương của toàn thể học sinh. Tại vì được biết là nội Kim Mai Tăng là giáo viên và hy vọng là nội sẽ luôn có nhiều sức khỏe để sống trọn với sự nghiệp trồng người của mình và đưa những con đò đến với bến bờ tri thức. Dạ. Wow, hay quá. Trường Sang giỏi văn lắm á quý vị. Cảm ơn. Nhưng mà nội mới chịu đó, nội ngoại hai bên đủ rồi đó. Nội ơi, ngoại ơi, tối về ngoại xử lý bà này giùm con nha. 2 giờ sáng mà thay đồ lộng lẫy kiểu này là con nghi lắm. Không có đi kiếm chồng. Ủa, sao tại con? Ngoại nói tại con à? Ủa đó, nãy ngoại nói ngoại thương điều, ngoại móc méo với con, giờ ngoại nói tại con. Đâu có, con Hương đi về sớm rồi. Thôi, đi vô đi. Cảm ơn vì rất là nhiều ạ. Cảm ơn bạn Sang nha. Thì khi mà chương trình được post lên trên fanpage của Đồng Giao Show thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị khán giả vào bình luận và yêu cầu rất là mong hai đứa hát cái ca khúc này. Mà cái ca khúc này phải nói là nó rất là nổi tiếng rồi và nó đã nằm sâu trong lòng của vị khán giả suốt bao nhiêu năm qua. Một ca khúc mà phải nói là kinh điển của cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh tại hải ngoại. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Ca khúc được mang tên Căn Nhà Màu Tím. Mời vị cùng lắng nghe. Hãy
cho anh trái ngọt vườn cam và còn cho lần cuối sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đường rất là quen thuộc và rất là hay của dòng nhạc Bolero, một sáng tác được mang tên Cho Vừa Lòng Em. Bởi vì cùng lắng nghe sáng tác của Mạc Thế Nhân ạ. Thank you.
giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ khi niềm yêu nên dần người hết, nên giờ tôi chẳng còn chung khi người ngoảnh mặt. Cưới trên sân khấu thôi. Đúng rồi. Chứ ngoài đời khó nhai lắm. Mình nhớ có đợt nào nó đám cưới cho vàng cho sân khấu á, có đợt á. Rồi bữa đám cưới chấn động với Hậu Giang nữa. Ừ đúng rồi. Đó mấy bà bông bông. Bây giờ vậy đi, bây giờ vậy nè. Hôm nay sẵn dịp là có quan viên hai họ ngồi chia hai bên rồi. Giờ bà con mình ai nhà trai ạ? À? Bên này. Ai nhà trai giơ tay ạ? À? Rồi nhà gái bên nào? Nhà gái đâu giơ tay cho em cái đi trời em cũng nhiều quá nè. Em không làm chủ hôn. Rồi. Ai là MC đó? Ừ, chủ hôn. Nghĩ nghiêm. Không. Tôi nghĩ nghiêm. Quan viên hai họ, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay bây giờ, mời quan viên hai họ hãy dành một tràng vỗ tay để cùng lắng nghe chuyện tình mình của Trường Sang và Tuyết Nhung. Xin mời. Dạ, cảm ơn anh. Xin phép ngồi nha. Hôm nay sắc lòng, sắc đồng là có lấy ghế cho ngồi. Thôi đi. Chiều vàng xưa bên dòng sông, phút giây bỡ ngỡ ban đầu. Để từng ngày bỗng thấy nhớ thương, tình yêu e ấp trong lòng. Để từng ngày ta đến với nhau, chiếc hôn ban đầu em trao. Tình yêu đến lòng anh nao nao
đắm say rồi người yêu ơi. Tình vơi vơi dẫu cho đường đời muôn lối, có anh và em sẵn vai đi bên đời nhau. Đời ngập tràn bao nhiêu buồn lo, biết sao cuộc sống mãi này. Dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn mơ. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Trọn đời thề mai đây có nhau, sẽ yêu đến phải về nghe bài này cho ba. Nghe như là sắp đám cưới tới vậy đó. Nghe, ngẫm đi. Hai đứa bay về, hai đứa bay học yêu đi. Chứ thấy tụi bay yêu nhạt quá. Rồi sau một thời gian hai đứa cố gắng học yêu thì nếu vị thấy yêu được không ạ? À? Được không quý vị? À, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Giờ không hát tới bài gì không nhớ luôn hả? Nhớ. Bài gì nói coi. Bây giờ mình sẽ hát một ca khúc. Rất là dân ca. Hả? Rất là dân ca. Rất là dân ca, rất là dễ thương. Đúng rồi, đó là ca khúc sáng tác. Sao? Như vậy? À, vậy là biết bài gì phải không? Nhắc rồi đó. Nhắc rồi đó. Bài gì? Hương tóc mà non. Tóc mà non. Mời vị cùng lắng nghe Hương tóc mà non. Nghe em hò nè anh. Có hò. Có ngâm thơ. Anh đứng đây nghe em. À, đứng với em nghe em hát không? Từ sóng chờ xuôi dòng
trên chiếc xuồng con. Anh nhìn hoài trên đám mà non. Anh nhìn như nhìn hoài nha anh. Anh nhìn lời đang lát nhắc em. Anh nhìn hoài trên đám mà non. Sao không đi sớm mà anh còn đợi ai? Ngọt gì mà ngọt dữ vậy trời. Ngọt vậy mới dễ chết. Nghe em hát câu dân ca sao ngược mà lòng anh thương quá. Tháng ngày tuổi đời trôi
thứ lỗi cho hai chúng con nha, nó lộn tùm lum hết. Tại vì bình thường là hai đứa hay hát những cái bài mà nó là quen của hai đứa và dạ, thuộc nằm lòng. Dạ. Bữa nay là bữa nay là hả hai đứa không biết hai đứa bị sao á. Kiểu là một lượt hai đứa phải nạp vô mười mấy bài liên tục mà bài lạ dạ, mà. Dạ. Và có những bài á rất là mới. Rất là mới và rất dạ, là tâm đắc của cô chú đi trước, nên là ngày hôm nay trong lòng hai đứa cũng rất là phân tâm và rất là lo sợ là mình sẽ làm không tốt. Mà không biết là cái bài mà mình tâm đắc nó đã làm tốt hay chưa, mà thấy cái bài chưa tâm đắc là thấy đi lạc đường từ lưa tá lả hết trơn rồi. Không biết là mấy bài sau như thế nào. Các cô chú anh chị có thể cho hai tụi con một tràng vỗ tay thật lớn để thích lệ tinh thần không ạ? Dạ, xin cảm ơn dạ, rất nhiều. Trời ơi, mới vừa gặp chiều, mới hát con bài một mạng giờ tối luôn rồi. Nhưng mà sao cứ thấy buồn buồn, không biết nữa. Không biết sao mà mới gặp người yêu mình ở đây mà mình cứ nhớ hoài. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều, dễ thương quá. Mới gặp bà ở đây à, mà cứ nhớ thấy thiếu thiếu làm sao. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ vậy. Nhung hỡi nhung, nhung nào có lối đi về không còn yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Nhung. Nhung gì ở đây? Thì tôi không muốn gặp ông nữa. Sao vậy? Đi về đi. Sao đuổi anh? Rồi, giận anh nữa phải không? Đây nè, cô ơi. Cái này á, là anh kiếm em. Anh muốn rủ em đi đám cưới chung là đám cưới của người ta. Chứ đâu phải đám cưới của anh đâu. Ủa? Vậy là anh rủ em đi chung với anh đó hả? Đúng rồi. Em nghĩ gì vậy? Trời ơi, vậy mà em tưởng anh bỏ em. Sao bỏ được? Anh chưa em... chưa cho em hết in tư của anh mà sao anh cho bỏ em được. Trời ơi là sợ quá trời luôn, tụi anh bỏ em. Không có suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa. Ủa, ghét bà quá này túi ngày. Cái gì? Sao anh dám qua đây vậy, giờ này vậy? Thì anh nhớ em mà. Qua đây muốn thăm em. Trời đất ơi, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em. Có hay. Em có hay á. Ờ. Nhưng mà nó nghe nè, mình gặp nhau buổi trưa ở chợ được rồi, tự nhiên cái giờ anh qua đây cái má em mà bà dậy là bà đánh em chết cha. Ôi chết chùm á. Trời ơi em đừng có lâu, má em giờ này khuya hôm cứ hát rồi ngủ rồi đâu ra mà thức. Ê mà nói nghe nè, đợi anh xíu.
Anh có cái này. Có gì vậy? Có quà hả? Anh có cái này cho em nè. Gì vậy? Gì bất ngờ vậy? Tiền, 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 tiền. Ui, ui, ui. Ê, trời ơi. Đẹp quá vậy. Má anh mới vừa mai xong, kêu anh đem qua cho em. Trời ơi, đúng màu em thích luôn á. Thích không? Ôi, anh, nói má anh á, em cảm ơn nha. Nhưng mà em thích là được rồi. Đây. Cái này á, là má kêu á, là mai kêu anh đem qua cho em, để mai mốt hai đứa mình mặc đi hát. À, vậy hả? Ừ. Rồi tặng quà xong chưa? Xong rồi. Hết rồi đúng không? Ờ, hết rồi. Vậy đi về đi. Nữa gì đuổi hoài vậy? Người ta qua người ta thăm mấy người đuổi người ta hoài à. Nhưng mà khoan, em dặn này nè. Mày mốt á, mà anh qua đây có tín hiệu, khi nào mà em hú thì anh mới qua. Anh mới vô đó. Còn mà em không hú thì anh đừng có vô nha. Thôi, má em mới la chết. Anh biết rồi nhưng mà thôi giờ trước khi về cho hôn cái thôi. Hơi kỳ quá. Ở đây đông người quá. Cái thôi. Thôi mà kỳ quá. Thôi, cái thôi nha. Trời đất ơi. Phái muốn chết rồi mà bà đặt à. Thôi. Nhanh đi, nhanh đi. Làm cái lẹ đi. Ôi, 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 chết, chết. Giờ sao? Đi đâu? Đi vô, đi vô, đi vô. Vô đâu? Bảy này nhà em. Em lộn, em lộn rồi. Thôi, đi về đi. Hô cho anh ôm cái thôi cũng được nữa. Anh về đi. Ôm một cái thôi. Thôi anh đi về đi. Nhung mà. Nhung mà. Dạ mẹ. Nhung. Làm gì giờ này á, kêu ra đóng cửa không lo, đóng lẹ vô trong ngủ làm gì, ở ngoài này mà sầm vậy. Như có ai phải không? Dạ không có đâu mẹ, không có, không có mẹ. Có. Không có. Mẹ, à, có, mẹ có nghe, mẹ có nghe tiếng ai nè? Có mẹ. Mấy mèo hoang. Mèo hoang hả con? Mèo hoang. Trời ơi, bởi vậy tao nói trong cái khu này hả, mèo hoang nhiều dữ lắm. Mà mấy con mèo mà giờ này đi ngang là chỉ cốt coi nó rậm rật. Nó hẹn hò nhau mà ngộ lắm. Hẹn hò không bao giờ ở ngoài đường, chạy vô nhà mình rồi bắt đầu gặp nhau, cà meo rồi đòi ôm. Đồi hung, đồi hít, nhìn chướng vô cùng. Ủa, sao mày biết vậy? Tao mẹ mày mà cái gì tao không biết. Ủa, vậy là nãy giờ mày thấy hết rồi hả? Trời ơi, tất nhiên là không có thấy gì hết trơn á. Không có thấy, đoán thôi, vậy nó ngọt thôi. Trời ơi, mẹ này, làm con hết hồn à. Giỡn gì không vui đâu nha. Vậy là hư lắm á. Một cái nữa đi là tao nhào xuống đây nè, cắm đầu ở đây nè. Là ngồi đây coi luôn, không lên luôn, nha. Vậy con xin lỗi, con đáng yêu mà. Đáng yêu gì, không có đáng yêu, cái đó thấy ghê lắm con. Nè, mẹ là mẹ con chứ không phải triển chiêu đâu mà con chưởng mẹ như vậy. Con gái, con đứa, nghe mẹ nói nè. Thùy mị nết na lại thì mới mốt có chồng chứ con. Mày cứ sồn vậy sao tao dám gả cho người nào. Má có cho quen ai đâu mà có chồng. Hồi xưa mới 20 tuổi đầu mà quen chi. Chứ khi nào mới có người yêu được má. Để già đi rồi má gả. Rồi lúc đó không ai thèm lấy con luôn á. Thì vô chùa ở. Trời ơi, má nói gì mà má nghe được. Trời ơi, là mẹ mà má mà. Muốn nói gì nói. Nè, con này nó thất thường lắm nghe. Hồi kêu mẹ kêu má giờ muốn kêu gì? Thôi kêu má đi. Dạ. Ừ, kêu má nghe. Dạ, dạ. Kêu má nghe. Dạ, má. Bởi vì khổ ghê chứ. Nè, bây giờ á, má nói con nghe nè. Gái lớn rồi, má biết là con đã lớn. Thấy không? Nhưng mà bây giờ á, con đừng có bao giờ mà quen bạn trai. Má không thích điều đó. Ngôi nhà này không bao giờ được có phép đàn ông bước vô, con hiểu chưa? Nhớ ghi khắc, cãi lời là chết với má nghe chưa? Đi vô ngủ. Dạ, con biết rồi. Vô lẹ đi. Đêm hôm mà. Ê! Cảm gì á? Đâu, đâu có gì đâu má. Đi cho má coi. Không có mà. Vậy lên đưa má đi. Con nói không có rồi. Đi cho má đi mà. Không có mà. Mà kia có gì kìa? Gì má? Đó, nhìn kỹ đi mà kia kìa. Ê! Hey, trời ơi! Trời ơi, lấy được rồi, cái gì đây? Ôi trời ơi, coi nè, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp lộng lẫy chưa, đẹp quá. Má ơi, hả? Cái này là sao con? Cái này là thật ra là con tặng má đúng không? Con tặng má đúng không? Trời ơi, con gái của em hiếu thảo lắm quý vị. Tao nói nó thương em, thấy em bận bà ba hoài lâu lâu cho bận áo dài cho đẹp nè. Mà màu trắng này đi ban đêm là nó ấn tượng lắm nghe, đi ngang tưởng ma không á. Nó nghe nè, cảm ơn con nghe. Trời ơi, má thích lắm luôn á. Để bây giờ nè. Đi vô trong đi, để má đóng cửa cho. Xong á, cái má dò nhẹ cái đồ này lên hen. Cái má phơi cho nó khô, sáng mai má mặc đi ba. Gì? Trời ơi. Cái áo người ta để thì ca. Mà bây giờ lấy đi ba. Trời đất ơi. Nhỏ này dạo này nó hay lảm nhảm quá ta. Chắc gì nó vui đó. Bị trước giờ chưa bao giờ tặng quà cho em mà. Trời ơi.
Cái áo gì mà nó đẹp dữ thần. Bây giờ để mặc vô cho cả nhà coi nha. Rồi thôi, mai cái size này là size em chắc luôn nè. Nhưng mà má dặn con nghe, mốt mai á thì mai cái nút cho má vô cho nó dễ. Mấy cái nút kéo này má vô cực lắm nha con nha. Đó. Ngon lành quý vị, mặc cái tay vừa. Cái hơi chật. Có đâu, sai em mà rách gì. Này mốt về tháo bên ra mặc được. Từ từ để mặc vô cho coi đẹp lắm. Trời ơi, đồ của con gái em. Đồ có... không có rách. Cái này yên tâm. Con em. Trời ơi, vô nè. Giỡn hoài, vô nè. Thấy chưa? Nó hơi bị nứt tí thôi. Được không quý vị? Được chưa? Đẹp, được, đẹp. Này là đẹp, gọi là nét đẹp má hú. Má em mất rồi. Dũng chừng em hú một cái là má em xuất hiện. Khen lấy, khen để luôn á. Trời đẹp quá má ơi. Đẹp quá. À. Không lẽ má em linh vậy sao ta? Trời. Không lẽ má em hiện vậy vậy ta? Để em kêu nha. Má. Ủa má nhớ má tuổi gà phải tuổi ngựa đâu hí dữ vậy? Không, phải có tín hiệu. Người âm người ta không có nói chuyện bình thường được. Im. Anh nè, người yêu của em nè. Trời ơi, em bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ tại sao anh chưa về mà anh ở đây đúng không? Tại vì anh nhớ em. Anh chưa được hôn em cái nào hết. Cũng như không được ôm em nữa. Nhưng mà em ơi, anh có cái này muốn nói nha. Bình thường á, anh nhớ mùi em thơm lắm. Mùi con gái tuổi đôi mươi. Nhưng mà sao hôm nay nó cứ khét khét như mùi mắm tôm vậy. Rồi, anh biết chắc chắn luôn. Em ở với má em, riêng má em lay em phải không? Lay bà nội mày. Hả? Cái gì? Em nói gì? Ý, mà sao anh sai em mới có một chút hả? Mà hình như em mập lên thì phải. Rồi, lại nữa. Lại má em lay nữa đúng không? Mày tả tao giống con virus quá vậy. Em nói gì vậy? Thôi, chịu không được hung cái nào. Bà già em lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi. Ra không đúng lúc gì hết trơn. Anh không hung được cái nào. Thôi giờ cho hung cái nha. Ê, không được. Không được. Hung cái cui cái gì vậy? Sao? Anh làm gì vậy? Thì anh đang hung em nè. Ủa khoan. Đứng đó là Nhung. Vậy còn đứng đây? Là Nhũng. Là sao? Mày hôm tao cứng ngắc nãy giờ tao nhũng ra rồi nè. Gì á vậy? Trời ơi, bác ơi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Anh có biết đâu sao bác mặc cái áo này? Trời ơi. Vậy, này con gái tôi tặng tôi thì tôi mặc phải có gì đâu. Xin lỗi nha, trước giờ lâu lắm rồi chưa bao giờ trai hôm xong người rung bần bật hả? Con ơi. Anh đi về đi. Thưa bác con về. Dạ thưa bác vô. Đứng lại. Làm gì vậy? Dạ đứng lại. Kêu đứng lại là đứng yên, chứ không phải tôi không có chết đâu mà đứng lại. Dạ con bước ra mày đây. Dạ. Bước ra mày đây. Ông Nhung bước ra đây. Ai đây? Dạ người yêu con. Cái gì? Người yêu con? Trời ơi Nhung ơi. Má bình tĩnh. Nín đi, bạn có quyền im lặng chứ không có quyền nói. Im đi. Cậu. Dạ. Cậu quen con gái tôi bao lâu rồi? Dạ. Một giờ. Dạ không. Một ngày. Dạ không luôn. Một tháng. Dạ một năm. Dạ. Oh dạ, my god. Một năm rồi, Nhung, trong khi má giữ con từng giờ, từng phút, từng giây, con không rời má một bước, mà bây giờ con quen thằng này một năm. Mày cãi lại má hả Nhung? Má nói sao? Cái ngôi nhà này không có đàn ông bước vô. Mày cãi má hả? Tao chết cho mày vừa lòng. Má bình tĩnh đi mà. Thôi mà bác, con bác bình tĩnh đi mà bác. Con yêu nhau thật lòng mà má. Cậu nói sao? Dạ con thương em Nhung thật lòng mà bác. Cậu thương con gái tôi thiệt lòng hả? Dạ thiệt. Bây giờ nó đẹp vậy, cậu nói vậy thôi chứ muốn nó bị ghẻ, cậu có thương nó không? Dạ không, con cái vẫn... gì dạ không là không thương. Con vẫn chấp nhận đi mua thuốc sức ghẻ cho em mà.
Rồi mai mốt nó ghẻ xong nó chuyển qua, nó cùi, nó nằm, nó lết, nó không làm được gì, mày có thương nó không? Dạ có, dù thế nào em, con cũng thương em hết. Sao? Nói dối. Sao vậy bác? Tại vì tất cả bây giờ hả, cậu chưa có bóc tem con gái tôi, thấy không? Ai chưa bóc tem cũng nói là anh yêu em trọn đời, bóc rồi đi, giúp con người ta vô thùng rác thôi. Là sao bác? Cách đây rất lâu rồi, có một bao thư 1m54 được gia đình dán tem rất kỹ. Và bao thư đó bắt đầu yêu người đưa thư, lén gia đình, bị anh đưa thư bóc tem. Sau khi bóc xong, bao thư bụng sình ra, rồi bị bỏ vào sọt rác. Còn cái thằng đưa thư đó thì nó vẫn dẫn dân bóc từng cái tem khác, khiến cho cái bao thư đó bây giờ mãi hối hận, ôm hận và đau lòng. Tụi con có biết cái bao thư đó là ai không? Dạ ai vậy bác? Bác nè. Trời ơi. Sao má khổ vậy má? Không, không có khổ con, không có khổ. Kể vậy thôi chứ thực ra là con biết sao không? Tại vì đó ngu, mê trai. Cái tội mê trai thì phải chịu thôi. Nhưng mà má không có muốn con đi theo vết xe đổ của má, con hiểu không? Bây giờ nó vậy thôi. Chứ như bóc tem con xong rồi á là nó bỏ con liền à. Bây giờ hai đứa dừng lại đi. Dừng lại ở đây được rồi, bác, cậu đi về đi. Bác, tôi không muốn cậu ở đây. Tôi chỉ muốn con gái tôi thành tài thành người chứ không nên thành gia lập tất. Nó chỉ nên như vậy là đủ rồi, đi về đi. Dạ không được đâu bác. Không có dừng được. Tại sao? Cái thằng cha đưa thư đó là thằng khốn nạn mà. Đúng. Đã làm bác cái nông nổi vậy nè. Đúng. Nhưng mà con không phải thằng cha đưa thư đó. Chứ cậu là ai? Dạ con là cái hòm thư. Cái hòm thư là sao ta? Khúc này chưa hiểu lắm nè. Dạ có nghĩa là cái thằng cha đưa thư á thì xé thư xong rồi bỏ. Ừ. Còn con là hòm thư. Con xé rồi con giữ lại, con vẫn bảo vệ. Cũng chưa hiểu lắm á. Có thể nói thẳng luôn được không? Khúc này bị ngu nè. Nói thẳng đi. Tức là sao? Con với em Nhung xé rồi. Xé hả? Gì dạ. Thiệt hả? Treatment rồi má. Treatment là 5 tháng hả? Không không má. Hả? 3 tháng má. Ừ, 3 tháng hả? Chứ không phải 5 hả? Dạ, trời ơi bây giờ 3 hay 5 gì mà. Thôi bác con biết bác ơi. Bác con biết bác buồn lắm thôi mà bác. Không, không có buồn. Vui á, đang vui á. Ủa là không sao có buồn. Bác? Trời ơi, tưởng cái gì? Cái này là tin vui chứ đâu buồn. Mặc dù là bác không có đồng ý cái chuyện mà không có ủng hộ cái chuyện mà ăn cơm trước cổng, ăn kem trước cò kẽm. Cái ăn gì cơm ta? Trước kẽm bác. Là sao má? Là sao má? Ăn cái gì nè? Ăn cái gì trước cổng? Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm trước kẽm. Phải không má? Con hỏi con đừng nói được không Nhung? Dạ thôi. Để má nói chuyện với sang dạ. Đi. Ăn cái gì quên rồi con? Dạ ăn cơm trước kẽm. Phải không mọi người? Ăn cơm trước cổng hả? Ăn kem trước cờ. Ăn kem trước cổng hả? Ủa là học sinh mà. Thôi nó ăn cái nói chung là bác không có hoàn toàn ủng hộ cái chuyện mà sống trước có treatment như vậy. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà giờ lỡ có treatment rồi thì vậy bác cho con cưới em Nhung nha bác. Tất nhiên rồi, thật ra là bác biết tụi con là quen nhau lâu rồi mà tại vì cứ hỏi cái nó nói không có, bác nghi nó bị ô môi, hiểu không? Không bác, nó bị lét. Bị gì vậy? Ủa con quên, bạn gái con mà. Đừng có đi sâu quá con. Đừng có đi sâu như vậy. Dạ. Thấy không? Bây giờ á mà bây giờ nó nói là nó có thượng vị minh rồi. Bác yên tâm rồi. Vậy hãy đi yêu nhau đúng không? Dạ. Yêu nhau phải không? Cầm đi. Cầm cái này. Làm gì vậy? Đâu rồi cái cây kia của con đâu rồi? Cái cây gì? Cái cây gì mà nó hay hay á? Cái cây giống cây của Nhung á hay là con cây này cũng cầm luôn? Dạ con cầm cây này được. Cầm cái này luôn phải không? Dạ. Hát đi. Hai đứa hát đi. Hồi nãy còn nửa bài lại nhớ người yêu chưa hát xong đúng không? Dạ. Hát đi, hát gian dội. Cặp đôi con tên là con là ca sĩ Trường Sang đúng không? Dạ đúng rồi bác. Không khó con gái bác, hai đứa đẩy nhau đi. Nắm tay nhau vươn xa ra vũ trụ đi. Không? Dạ. Hát mà mọi người vỗ tay rần rần là mốt làm đám cưới ầm ầm luôn. Mọi người đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay là vô nha. Dạ cảm ơn mẹ. Em ơi, ngồi đây mơ bóng thương hình. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình. Với niềm mơ ước bay. Sang đưa đón Nhung sớm nhớ đó nha. Trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau.
thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo.